yên thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dị dào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Quảng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Mẹ nằm đó như gốc mai già khô nhựa sống, cành khẳng khiu không một chồi non. Hơi thở mẹ khó khăn thoi thóp, thân gầy gò sắc mặt héo hon. Mẹ nằm đó như áp thóc mùa đông kéo tới, mắt nhìn con mệt nhọc thở từng cơn. Và vật vã như cây trước bão, từ hai chân người mẹ lạnh dần. Mẹ nằm đó miệng yếu ớt niệm Nam Mô Phật, tiếng thều thào đứt quãng tàn hơi. Con ôm mẹ đớn đau bất lực, bỗng mẹ nói lạnh lên tới ngực, mẹ đi thôi. Mẹ thở hắt nằm yên nhắm mắt, mẹ đã đi rồi. Thank you.
linh gia từ đây mà lối về hoa nở anh cần mình thấy Phật hướng linh muôn đời giữa khói đường mê dù rằng hữu sanh hữu tử hữu linh hồi vô sanh vô tử vô cứ lai sanh tử cứ lai đô thị mộng nguyện tiếp độ chân linh thượng kim giai dương chi thành thầy thầy chung sanh nghiệp cấu trần biển nhập sự đô hoa tạng giới ca trùng vô sư bất siêu lân thì bất tây thí diệu cực pháp tăng trần bất nhiễm trần quản tác từ kỷ nguyên trừ nội ngoại đảng địch đàn đàn sái ngô mộc nhi tác dương sinh thiết quế nhi văn thành tịnh độ thánh phàm ô hiểm tổng thanh lương bồ tát nhành dương nước cam lồ gió từ biến khắp cả mười phương khiến cho việc não đồng tiêu tán nguyện chân linh tính pháp văn kinh tóc xá mê đồ siêu sanh tinh độ giàu mật ngôn cảnh đường đài vi trì chú thiên hộ thiên nhãn Thank you.
đâu được bạn thử. Mở bàn tay xét như vậy à. Tới luôn, có luôn, có luôn. Cái này này, đổ lên gối luôn bạn. Ừ, ok. Rồi, bước lên. Thank you.
khổ sướng. Nỗi đàn con nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo. Khi con đi mẹ luôn ngóng tin con có được cuộc sống yên lành. Nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc con bên mẹ tình thương ấm. Được người thân mến con nghe mẹ con đã đã nhường máu xương. Nuôi đàn con nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo. Khi con đi mẹ luôn ngóng tin con có được cuộc sống yên lành. Nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc con bên mẹ thương ấm lòng. Mẹ của tôi nhớ ngày con còn
Tại vì có mình tin nha. Thank you.
chiếc áo cho con. Áo nào sơn dài, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào, à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chum chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi. Cánh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con. Bé đọt mộng tơi, luộc rau mâm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bìm kêu. Ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong, lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương. Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai nó về áo con sờn dài, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa. Chiếc áo năm xưa có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con. Kia bầu trời xa xăm, nhắn con tôi giùm về đây bên mái tranh xiêu. Bên mái tranh một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, canh ca đầy nỗi lòng nào dơi. Có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, không hót trên cây. Nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Nỗi buồn mẹ tôi.
xa xôi cát biển, trước từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À tháng năm êm đềm sống bên mẹ trong thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ vài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm từng sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy
bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi, gió lay mẹ rùng con phải mồ xuân sang. Mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Ha đăng rồi là ba rồi là tủ rồi cái phẩm vật là tam sơn, có một số tiền ngân là theo là vậy. Thì đây mấy vị về từ bi chứng minh nhậm lễ cho chúng tôi làm tròn cái hiếu đạo nơi gia đạo này rồi cho cha mẹ tôi. Thì đây là ai cũng quy lực này, có sinh là phải có tử thì phải có chôn nghỉ. Thì đây tôi cũng xin miếng đất này trình qua quý vị cũng từ bi cho chúng tôi, tôi thay mặt gia đình giúp đỡ cho gia đình tôi làm tròn cái hiếu đạo này. Tôi thành thật cảm ơn quý vị. Rồi các bạn hả? Năm tháng qua mau thân con dãi dầu, mười năm xa xứ nhớ làng quê, thương mẹ mỗi mong chờ bóng con về. Thương mẹ già một nắng hai sương, con vẫn nghèo nên phải tha phương. Đi xa nhớ nhà, đi xa nhớ mẹ ruột đau chín chiều. Ai mẹ quê yêu dấu, năm tháng quanh hiu thân mẹ cánh con ngược gió sông chiều.
con của mẹ đang trẻ thơ ngây. Cha bạc phần con phải bơ vơ, liêu xiêu mái nhà, liêu xiêu bóng mẹ bạc thêm mái đầu. Nơi miền quê xa lắm xa lơ, mẹ tôi ngày đêm vẫn chờ tôi về khơi nguồn lửa ấm. Mẹ hiền ơi, vách lá đưa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh lùng lạnh lùng khi gió đông xa. Mẹ tôi lưng còng tóc bạc, lòng gió muôn chiều, con sẽ về dù trước hay sau. Con vẫn là con mẹ thương yêu, xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng viên sớm chiều. Lòng tóc bạc lòng gió muôn chiều, con sẽ về dù trước hay sau. Con vẫn là con mẹ thương yêu, xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng viên sớm chiều. Con sẽ về dù trước hay sau. Con vẫn là con mẹ thương yêu, xanh xanh mái đầu lỡ thơ tóc bạc hàng viên sớm chiều. Thank you.
tung lên YouTube
hiền hòa. Nói cười mồm em yêu thương, nói ngồi tay ngoáy cười trầu. Nhắc thằng hai nho đã lâu rồi, sao không về thăm quê? Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê. Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nỗi rồi. Nhìn hàng chuối già còn tô bóng, nhánh sông quê mình còn mênh mông. Mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi, con đứng chờ ai? Nhìn hàng chuối già còn tô bóng, nhánh sông quê mình còn mênh mông. Mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi, con đứng chờ.
Dạ kính thưa đại diện tăng chủ, ngày hôm nay là mẹ bầu của tôi, là nhạc mẫu của tôi là bà Nguyễn Thị Hà đã quyên tiền. Thì bên này là gia đình của chúng tôi, cha mẹ cũng đã quyên tiền hết rồi. Thì hôm nay tôi làm gì là ghế trưởng ở trong gia đình này. Hôm nay thì mẹ tôi đã ăn không nhiều quyên tiền, thì tôi không có gì hôm thay mặt gia đình. Đến đây cũng có gì hết mất mặt trong gia đình. Chỉ cho mẹ tôi, thì đây là bên này tôi có đi vay và mang mâm đồ. Trước năm đó là có hộp tấm quành và một mâm tà rượu bánh và một mâm trái cây. Thì đây là tình qua cũng tập là đại diện là trong gia đình, thì đây là có cậu năm đại diện chứng minh nhận cho chúng con để chúng con được đi lễ. Thank you.
khác là để làm lễ là kính viếng thân gia đình, và sau cầu nguyện tâm linh mẹ con được sớm về kiếp duyên cực lạc. Hàng ngày hôm nay là trong cái buổi tang lễ mà chúng con được tổng tài sơ đức ngọn, cũng là người học tập, nhưng mà trong cái buổi lễ này làm không được gì chứ đó, mong quý đại diện thân tộc không gian hai bên nhà em bỏ niềm tin cho anh, mình góp ý để là toàn cái hiếu đạo.
giờ sao đây? Một tấm hoành với là cà củ bánh phải không? Cà củ bánh với đôi đèn với mâm nhang này của mình luôn phải không? Rồi nghe giờ nha. Rồi ok. Đây là xui của bên tiên ha vậy. Dạ không, cái này của thằng Phận. Xin lỗi. Hôm nay thì tôi cũng thay lời bên là nghĩa tế của gia đình. Bây giờ đây là xui của Bảy Bình, là tất nhiên là đây là ông già vợ của Phật Minh Tấn Nhân Ninh. Ngày hôm nay nghe là mẹ nhạc mẫu của tôi đã quy tiên, thì gia đình đến đây trước hết là để con ngu chia buồn. Trước hết này có cái buổi kính làm cái lễ để kính viếng gia đình, thì trong đây là bên có nhạc ông nhạc của Ninh là mời trước hết qua kính viếng là một tấm quành và một mâm cà rượu bánh nhang đèn, và coi như vậy là một mâm trái cây. Như vậy thì đây tình qua quý đại diện tăng chủ ngày hôm nay có ông Năm với còn Năm này chứng minh để cho chúng con được tham gia tiến hành làm lễ. Đúng ngon miếng này cho bên đây ta lấy cái đất đúng số đúng ngon rồi đúng ngon rồi Thank you.
cũng nhân viên là ngày 1 tháng 2 năm 2019. Hiện nay mẹ con là bà Nguyễn Thị Nhàn đến Quỳnh Yên, thì đây là thông gia của con, là coi như là cái Út là ông già vợ mình tí đến đây nghe nha. Vậy thì đến đây trước hết là để là chia buồn phân mua và có những đồ lễ vật để cúng giếng. Mâm thứ nhất là có con hoành, mâm hoành nhang đèn, một con quan 4 mâm với một mâm bánh cây và một cái gái trên là quan quan ăn là một mâm quan mai mâm bánh, thì là 4 mâm đồ. Thì đây cũng trình qua cho quý vị thì hai chủ năm với cậu năm mình chúng mình để xuôi anh ấy tiếp cái đông quá mà. Thank you.
con thiết tha hát dâng lên mẹ. Ngày qua bước con in dấu muôn nơi, làm mẹ lo lắng chơi vơi, mong con về con được bình an. Ngày qua con có lỡ lối lòng, mẹ đau đớn buồn phiền, xin thứ tha cho con dại khờ. Làm được sáng soi đi, sống trong đời cho được người thương. Sống trong đời cho được người thương. Mẹ hy sinh tuổi xuân của mẹ, nhọc nhằn nuôi nấng con thơ. Yên lòng lo thêm đàn trâu, cả nhà đoàn viên. Lên non mới biết non cao, biết non cao. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Ngôn ngữ trần gian.